Hôm nay là thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Hiện tại, vàng thế giới vẫn trong xu hướng tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,18%, giao dịch quanh mức 1.782 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay, tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.770,18 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.784,97 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn trong xu hướng giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,50%, hiện tại chỉ còn đứng ở mức 106,030 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin vẫn trong xu hướng giảm nhẹ, giao dịch ở mức 16.600 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại trong xu hướng giảm nhẹ và giao dịch ở mức 3,766% trên một năm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 87 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Cuối phiên ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11, giá vàng miếng SJC trong nước cũng giảm ở vài nơi. Còn đối với thị trường thế giới thì giá vàng tăng trở lại nhờ đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. Trong khi thông tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở dầu trên vịnh Oman cũng thúc đẩy sức hấp dẫn của kim loại quý này. Giá vàng trong nước vì vậy mà cũng có thể phục hồi trong phiên giao dịch buổi sáng ngày mai, ngày 17 tháng 11 năm 2022. Cụ thể như sau, giá vàng trên thị trường thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch chiều ngày thứ Tư 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam nhờ đồng đô la Mỹ giảm giá. Trong khi thông tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một tàu chở dầu trên vịnh Oman cũng thúc đẩy sức hấp dẫn của kim loại quý này. Hải quân Mỹ cho biết họ đã nhận được thông tin về một sự cố ở vịnh Oman liên quan đến một tàu thương mại. Theo nhà phân tích Ole Hansen của ngân hàng Saso cho biết, vàng tăng giá khi mà tin tức này được đưa ra, nhưng cần phải rõ ràng hơn về vụ việc đó để có thể tác động lớn hơn. Đây là một hỗ trợ cơ bản trên thị trường, nhưng không phải là hỗ trợ nhiều sức mạnh, theo ông Ole Hansen nói và cho biết thêm vàng cần đồng đô la Mỹ yếu hơn hoặc là lợi suất thấp hơn để tăng cao hơn nữa. Đồng đô la Mỹ trong phiên chiều nay thì đã giảm 0,5% so với các đồng tiền đối thủ khác, khiến cho vàng trở nên rẻ hơn đối những người mua trên thị trường thế giới. Vàng đã lên cao nhất kể từ ngày 15 tháng 8 vào hôm thứ Ba, là ngày 15 tháng 11. Theo chiến lược gia tiền tệ Ilya Spivak của Daily Epoch nhận định, vàng vẫn chủ yếu phụ thuộc vào cục dự trữ liên bang Mỹ Fed. Thị trường có thể thấy vàng đang tiếp tục tăng cao hơn đáng kể từ mức tăng đột biến của tuần trước, nhưng chưa thực sự tìm thấy động lực tăng lớn. Dữ liệu ngày 15 tháng 11 cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng ít hơn so với dự kiến trong tháng 10, làm dấy lên hy vọng rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể làm chậm tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, theo Reuters. Vàng trong nước thì thường biến động theo xu hướng của thị trường vàng thế giới, cụ thể là với vàng bố số 9. Vì vậy mà vàng bố số 9 trong phiên giao dịch sáng mai có thể tăng trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Việt Nam hiện tại đang có đủ những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để phát triển thị trường vàng trang sức. Nhu cầu mua mặt hàng này không chỉ gia tăng ở các thành phố lớn mà tại các tỉnh thành khác trên cả nước. Đây là ý kiến được trao đổi tại tọa đàm Phát triển thị trường vàng trang sức Việt Nam do Hiệp hội Kinh doanh và Việt Nam hay còn gọi là VCTA tổ chức sáng ngày 15 tháng 11. Cụ thể, tốc độ phát triển của thị trường vàng trang sức Việt Nam theo các chuyên gia kinh tế là khoảng từ 7 cho đến 11%. Đây có thể nói là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp tham gia và hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức tại Việt Nam. Tính đến hết quý 2 năm 2022, số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ ở Việt Nam là 5.935 doanh nghiệp. Về nguồn lao động thợ kim hoàn, có khoảng hơn 20.000 lao động thợ kim hoàn có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và các hộ sản xuất gia công. Đặc biệt là hiện nay, có một số doanh nghiệp đã có hơn 2.000 lao động trực tiếp sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Với những tiềm năng và thế mạnh nói trên thì theo ông Đinh Nho Bảng, thị trường vàng trang sức mỹ nghệ của Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ và sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước nếu có chính sách khuyến khích phát triển ngành này kịp thời và thỏa đáng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước mong muốn sẽ xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp lớn để thị trường vàng trang sức phát triển xứng với tiềm năng. Với vai trò là cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để thị trường này phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch tối hôm nay, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Nhìn chung ở thời điểm này, với vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều trong xu hướng giảm nhẹ quý vị và các bạn nhé, và hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000, chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra thời điểm này đang là 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.675.000, bán ra 6.765.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 15.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.665.000, bán ra 6.760.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.672.000, bán ra 6.763.000, giảm 5.000 ở chiều mua, 6.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.680.000, bán ra 6.780.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.660.000, bán ra 6.740.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và 30.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. SJC Huế mua vào 6.667.000, bán ra 6.773.000. SJC Bình Phước mua vào 6.668.000, bán ra 6.772.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.672.000, bán ra 6.775.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.667.000, bán ra 6.772.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì giảm nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 150.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 2.100 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.375.000, bán ra 5.475.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.375.000, bán ra 5.485.000. Cùng giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với hai loại vàng này. Vàng bốn số 9 mua vào 5.355.000, bán ra 5.435.000, giảm 15.000 ở chiều mua, 5.000 ở chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.251.000, bán ra 5.381.000, giảm 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.891.000, bán ra 4.091.000. Vàng 14K mua vào 2.983.9000, bán ra 3.183.9000. Vàng 10K mua vào 2.081.6000, bán ra 2.281.6000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.